chọn tới chọn lui, cuối cùng nhắm chúng ta, Tô Như Sơn. Ta có dung mạo xinh đẹp, nổi tiếng tài hoa, và thế lại trong sạch, tự thân chỉ là một bình quân nhỏ. Tổ tiên từng có người là đại nho, hiện giờ cũng có kết giao với danh sĩ thanh lưu. Nếu ta gả đến, con cái của hầu phủ có thể phái đại nho làm thế. Không còn ai thích hợp làm chủ mẫu hơn ta nữa. Phụ mẫu cho rằng có thể kết thông gia với nhà họ Lâm là trọng cao, liền vui vẻ đồng ý. Nào cứ như vậy mà thứ con cả đến đây. Nho lần lại để vào hố lửa. Nhà họ rất sớm đã lên kế hoạch. Thank you.